Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý khán thính giả theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Lính Mỹ tại Hàn Quốc nhiễm COVID-19 Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc USFK hôm nay thông báo một lính lục quân 23 tuổi nhiễm COVID-19 tại căn cứ Carroll, nằm cách thành phố Daegu khoảng 20 km về phía Bắc. Đây là lính Mỹ tại ngũ đầu tiên nhiễm virus corona tại Hàn Quốc. Người này đang tự cách ly ở nhà riêng ngoài căn cứ. Quân đội Mỹ không tiết lộ tình trạng sức khỏe của người lính nhiễm bệnh. Algeria ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Theo AFP, chính quyền Algeria ở Bắc Phi, hôm 25 tháng 2, công bố trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch bệnh trên thế giới lên 43. Trường hợp dương tính với ncov này là một trong hai người nghi nhiễm mang quốc tịch Italy. Bộ Y tế Algeria hôm 25 tháng 2 cho hay, xác nhận ca nhiễm ncov đầu tiên ở nước này là một công dân Italy nhập cảnh hôm 17 tháng 2. Thư ký của Phó Thị trưởng Daegu nhiễm COVID-19 Tờ Quốc minh Aibo cho biết Lee sông ho thư ký của Phó Thị trưởng thành phố Daegu và một đồng nghiệp được xác định nhiễm COVID-19 khiến tòa thị chính bị phong tỏa một phần. Chính quyền thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc cho biết thư ký Lee Song Ho có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào hôm qua. Cùng ngày, một nữ nhân viên trong văn phòng của Phó Thị trưởng Dagu cũng được xác nhận nhiễm virus. Mỹ trừng phạt 13 thực thể nước ngoài vì hỗ trợ chương trình tên lửa Iran. Chính quyền Mỹ hôm 25 tháng 2 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 13 pháp nhân và cá nhân nước ngoài ở Trung Quốc, Iraq, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vì đã hỗ trợ chương trình tên lửa Iran. Reuters dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực đối với ba công ty Trung Quốc, một cá nhân Trung Quốc và một công ty Thổ Nhĩ Kỳ cá nhân Trung Quốc bị trừng phạt là Lu Ying Ba công ty Trung Quốc cũng nằm trong danh sách là Dịch vụ Doanh nghiệp Baojing Semautong Enterprise Services, Công ty Công cụ Gaobian Kaitu Precise Intrusion và Công ty xuất nhập khẩu Wuhan Sanyang Import and Export. Công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ áp lệnh trừng phạt là công ty thương mại công nghiệp Aaron Copper Industrial Trading. Liên Hiệp Quốc, dịch châu chấu đang tàn phá châu Phi. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc cho biết, dịch châu chấu đã tàn phá nhiều vùng ở Đông Phi và dịch này bắt đầu vươn tới Congo và Uganda hai quốc gia thuộc miền Trung Châu Phi thiệt hại do châu chấu khiến Liên Hợp Quốc phải tăng mức viện trợ cho châu Phi từ 76 triệu đô la lên tới 135 triệu đô la. Fox News đưa tin hôm thứ Ba, ngày 25 tây tháng 2. Những con châu chấu theo luồng gió đã tới được phía tây của hồ Albert, nằm giữa hai nước Uganda và Congo vào thứ Sáu tuần trước. Đánh dấu lần đầu tiên những con côn trùng phàm ăn được nhìn thấy ở hai quốc gia Trung Phi kể từ năm 1944. Chính phủ Uganda hôm thứ ba cho hay, họ đang cố gắng kiểm soát dịch châu chấu và sẽ cần nhiều nguồn lực hơn cho việc này. Các binh sĩ Uganda diệt châu chấu bằng cách sử dụng máy xịt thuốc diệt côn trùng cầm tay, trong khi các chuyên gia cho biết phun xịt từ trên không là biện pháp kiểm soát châu chấu hiệu quả duy nhất. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng châu chấu nếu không được kiểm soát hiệu quả có thể sinh sôi rất nhanh và tăng số lượng của chúng lên gấp 500 lần vào tháng 6. Ông Moon Jae-in đã đến Daegu vào chiều, nay 25 tháng 2 theo hãng tin hấp, số lượng người mắc bệnh viêm phổi do virus corona mới COVID-19 đã tăng rất nhiều, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trong chuyến thăm, đồng thời ông còn yêu cầu Hàn Quốc cần phải tạo ra một bước ngoặt trong tuần này. Thành phố Daegu, nằm phía đông nam Hàn Quốc được biết đến là điểm bùng phát virus corona mới tại nước này. Theo số liệu mới nhất trong số 893 trường hợp nhiễm chủng virus mới, có 724 trường hợp đã được ghi nhận ở khu vực Daegu, Gyeongbuk chiếm 81% số ca bệnh toàn quốc, trong đó 499 trường hợp ở Daegu và 225 trường hợp ở Gyeongbuk. Tờ Nusse, ngày 25 tháng 2, dẫn lời giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng người dịch bệnh Hàn Quốc, KCDC. Chung in kyu cho biết tại Daegu có nhiều trường hợp liên quan đến nhà thờ Shin chung -ji. Trước đó, vào sáng nay, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là khu chăm sóc đặc biệt, đồng thời có kế hoạch thực hiện biện pháp kiểm soát tối đa với khu vực này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Hàn Quốc báo cáo gần 1.000 người nhiễm COVID-19, 11 ca tử vong. Theo AFP, giới chức Hàn Quốc vừa xác nhận thêm 84 trường hợp dương tính với virus corona đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 977. Ngoài ra, một người đàn ông là công dân Mông Cổ đã tử vong tại Hàn Quốc khi đang điều trị COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KCDC cho biết hơn 80% trong số 977 ca nhiễm NCOV ở nước này đã đến từ thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc. KCDC cho biết người đàn ông Mông Cổ 35 tuổi có bệnh lý về gan dương tính với virus corona đã qua đời trong một bệnh viện ở ngoại ô Seoul hôm nay. Nguyên nhân chính xác về cái chết của người này chưa được công bố. Ca tử vong này nâng số người chết lên quan đến virus corona ở Hoàng Quốc lên 11 người. Người thứ tư nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật tử vong. Truyền thông Nhật Bản hôm 25 ngày 2, tháng 2 đưa tin ca tử vong thứ tư vì virus corona chủng mới là hành khách từ du thuyền Diamond Princess nhập cảng Yokohama, Nhật Bản. Router dẫn tin từ truyền hình NHK của Nhật cho biết hành khách này ở độ tuổi khoảng 80. Đến hiện nay, đã có 691 người trên du thuyền dương tính với virus corona. Tổng thống Trump bán 3 tỷ US dollar vũ khí cho Ấn Độ. Reuters cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua ngày 4 tháng 2 tuyên bố ký hợp đồng bán vũ khí trị giá 3 tỷ đô cho Ấn Độ trong chuyến công du đầu tiên tới quốc gia Nam Á này. Tôi vui mừng thông báo đại diện cho chúng tôi sẽ ký thỏa thuận mua bán trực thăng và những khí tài tối tân trị giá 3 tỷ đô cho lực lượng vũ trang Ấn Độ vào ngày mai. Tổng thống Trump Donald hôm qua phát biểu khi thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Ấn Độ. Ông chủ Nhà Trắng cũng tỏ ý muốn mở rộng hợp tác không gian với New Delhi và cho biết hai bên đang tiến tới một thỏa thuận thương mại đáng kinh ngạc. mưa lớn gây ngập phủ tổng thống Indonesia. Jakarta Post đưa tin mưa lớn do ảnh hưởng của bão từ hôm qua đã khiến nhiều khu vực Jakarta bị ngập nghiêm trọng, trong đó có phủ tổng thống Indonesia. Phủ tổng thống đã bị ngập. Bộ trưởng nội các Paromo Anon hôm qua thông báo Paromo cũng chia sẻ hình ảnh các video của các nhân viên phủ tổng thống đang lau dọn nước tràn vào. Thống đốc Jakarta Ani Bawastan cho biết hơn 200 khu phố bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Jakarta cho biết trên Twitter rằng họ đang giúp đỡ người dân ở phía Tây và phía Đông của thành phố. Úc đang đối mặt với sự can thiệp chưa từng thấy. Úc đang đối mặt với một mối đe dọa chưa từng thấy từ sự can thiệp cũng như gián điệp ngoài nước. Rauder dẫn tin quan chức tình báo hàng đầu của Úc cho biết hôm 24 tháng 2, ông Mike Burgess, tổng thống Tổ chức tình báo an ninh Úc (ASIO) cho hay có những quốc gia đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các nghị sĩ, quan chức chính phủ, nhân vật truyền thông, lãnh đạo doanh nghiệp và học giả ở Úc. Mức độ đe dọa mà chúng ta phải đối mặt từ các hoạt động gián điệp và can thiệp nước ngoài hiện nay chưa từng thấy trước đây, hiện tại nó cao hơn so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ông Burgess biết tiết lộ trong một bài phát biểu tại Cabinra, Úc. Ông Burgess không chỉ rõ quốc gia nào đang tìm cách can thiệp vào Úc. Tuy nhiên, Rauder trong một số bài viết công bố vào tháng 9 2019 cho biết cơ quan tình báo Úc kết luận Trung Quốc đứng sau một cuộc tấn công mạng vào Quốc hội Úc và ba đảng chính trị lớn nhất ở nước này. Costa Rica tranh chấp đất thêm một thủ lĩnh bản địa bị sát hại. Một thủ lĩnh người bản địa ở Costa Rica đã bị sát hại vào tối thứ hai ngày 24 tháng 2 trong một cuộc tranh chấp đất đai dữ dội giữa nhóm sắc tộc bản địa với nhóm người mới. Cảnh sát nói với Reuters hôm thứ Ba. Jerry Rivera, một thủ lĩnh của dân tộc Broran, đã chết vì những vết thương do súng bắn ở vùng Taraba một năm sau, vụ sát hại một thủ lĩnh thổ dân khác ở khu vực Slater lân cận, cảnh sát cho biết. Ông Rivera bị giết trong khi ông cố gắng yêu cầu nhóm người chiếm một phần đất được nhà nước cấp cho thổ dân, nhà chức trách địa phương nói. Tổng thống Costa Rica, Carlos Alvarado, đã lên án vụ việc và bày tỏ sự hối tiếc về các hành động bạo lực trong khu vực xảy ra tranh chấp đất. Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm sars cov số 2 Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Ira Harichi hôm thứ Ba ngày 25 tây tháng 2 thừa nhận rằng ông bị dương tính với virus sars cov số 2 theo Business Insider. Ông Ira Harichi tỏ ra mệt mỏi khi xuất hiện trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Hai để thông báo cho giới truyền thông về tình hình dịch COVID-19 ở Iran. Cuộc họp báo được tổ chức nhằm xua tan tin đồn rằng Iran giấu giếm thông tin về dịch. Theo cập nhật của World Dormitors, tính tới 22h45 GMT ngày 25 tây tháng 2, Iran đã có tới 16 người tử vong vì chủng mới của virus corona và 95 người nhiễm loại virus nguy hiểm này, trong đó có 25 người được ghi nhận đã hồi phục. Thiếu tiền, chính phủ Cuba bán xe hơi cũ. Reuters đưa tin, vì thiếu tiền mặt, chính phủ Cuba hôm thứ ba ngày 25 tháng 2 lần đầu tiên đã quyết định bán các loại xe hơi quá sử dụng tại một cửa hàng duy nhất ở thủ đô Havana. Vào năm 2014, chính phủ Cuba lần đầu tiên hợp pháp hóa việc mua bán xe hơi được sản xuất sau cuộc cách mạng năm 1959. Hiện tại chính quyền Cuba vẫn duy trì sự độc quyền trong ngoài thương và bán lẻ. Trước đây, những chiếc xe mới và đã quá sử dụng ở Cuba đã giá cao, có giá cao hơn 4 lần so với giá xuất xưởng. Chính phủ Cuba cho biết họ sẽ giảm 10% giá so với giá cũ khi mở thêm cửa hàng bán xe. Nền kinh tế Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng thanh khoản một phần do việc Mỹ thắt chặt các lệnh cấm vận thương mại với nước này. Đặc biệt dưới thời Trump, Hoa Kỳ cho rằng Cuba ủng hộ chính phủ thiện tả ở Maduro ở Venezuela nên các biện pháp cấm vận đối với Havana đã được đẩy lên cao hơn. Ấn Độ mua gói thiết bị quân sự 3 tỷ đô của Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 25 tây tháng 2 thông báo rằng Ấn Độ sẽ mua của Mỹ gói thiết bị quân sự trị giá 3 tỷ đô la. Rodgers nhận định đây là một nỗ lực của Ấn Độ nhằm cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng đang đạt được tiến bộ trong một thỏa thuận thương mại lớn. Ông Trump cho hay, các nhóm của chúng tôi đã đạt được tiến bộ to lớn về một hiệp định thương mại toàn diện và tôi lạc quan rằng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận có tầm quan trọng lớn đối với cả hai nước. Ông chủ nhà trắng cho biết thêm, hôm thứ ba, ông Trump đã có cuộc hội đàm một một với thủ tướng Ấn Độ Modi, vấn đề được thảo luận giữa hai vị nguyên thủ được cho là tập trung nhiều vào thương mại và hợp tác quân sự, bao gồm việc New Delhi mua khí tài quân sự Mỹ. WHO cần sớm để nói Covid-19 là đại dịch. Sự bùng phát của virus corona chủng mới vẫn còn trong kiểm soát, tổ chức y tế thế giới WHO cho biết hôm thứ Hai 24 tháng 2 khẳng định rằng còn sớm để tuyên bố đây là một đại dịch. Mặc dù nó có khả năng đạt đến mức như vậy, theo Rauder thông điệp quan trọng nên gửi tới các quốc gia là hãy hy vọng, can đảm và tự tin vì loại virus này có thể khống chế được. Thực sự, có nhiều quốc gia đã làm được chính xác điều đó. Tổng thống WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc báo ở Geneva, thụy sĩ hiện tại sử dụng từ đại dịch là không phù hợp với thực tế mà chắc chắn nó có thể gây ra sự sợ hãi. Ông Thétre bày tỏ quan điểm trong bối cảnh số người tử vong và nhiễm với virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục chưa dừng lại ở trong và bên ngoài Trung Quốc. Mỹ sẽ đáp trả việc Bắc Kinh trục xuất nhà báo của Wall Street Journal. Mỹ đang xem xét một loạt các phản ứng đối với các hành động cực kỳ nghiêm trọng của Trung Quốc trong việc trục xuất ba nhà báo Hoa Kỳ, người phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC, ông John Uroyo, cho biết hôm thứ Hai, 24 tháng 2, Ruder đưa tin, Bắc Kinh hôm thứ Năm tuần trước tuyên bố họ có nhiều lựa chọn để trừng phạt tạp chí thành phố War. Wall Street Journal sau khi tạp chí này cho công bố bài viết gọi Trung Quốc là con bệnh thực sự của châu Á. Trước đó, một ngày Bắc Kinh đã ra lệnh trục xuất thu thẻ hành nghề của ba nhà báo làm việc do WSJ đang tác nghiệp ở Trung Quốc. Hoa Kỳ lên án Bắc Kinh về việc trục xuất ba nhà báo của Wall Street Journal, ông John Uroy nói Mỹ đang cân nhắc một loạt các phản ứng với các hành động trục xuất này. Ông Trump được chào đón nồng nhiệt ở Ấn Độ. Tổng thống Trump đã được sự chào đón nồng nhiệt trong chuyến thăm Ấn Độ. Hơn 100.000 người hôm thứ Hai 24 tháng 2 đã bày tỏ sự vui mừng với sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ trong lễ khai mạc sân vận động lớn nhất thế giới được Ấn Độ vừa mới khánh thành dành cho môn cricket theo router, Người Ấn Độ đã dương những tấm bảng in dòng chữ Namaste Trump, chào ông Trump, để đón chào Tổng thống Mỹ. Các bạn đã mang tới một vinh dự lớn cho đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn các bạn. Từ bây giờ trở đi, Ấn Độ sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng tôi. Ông Trump nói trong những tràng pháo tay vang dội ở sân vận động. Rauder cho hay các quan chức Hoa Kỳ đã mô tả chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump tới Ấn Độ là một cách để chống lại tham vọng của Trung Quốc. Ông Mahathir đồng ý ở lại làm thủ tướng lâm thời. Ông Mahathir Mohamad đã bất ngờ rời khỏi vị trí thủ tướng Malaysia hôm thứ Hai 24 tháng 2, tuy nhiên ông đã nhận lời nhà vua làm thủ tướng lâm thời của đất nước cho tới khi tìm được người kế nhiệm theo Reuters. Việc ông Mahathir, 95 tuổi, từ chức đã phá vỡ liên minh với đối thủ cũ, ông Anwar Ibrahim, 72 tuổi, và lời hứa cuối cùng sẽ trao lại quyền lực cho ông Anwar không được thực hiện. Ông Mahathir vẫn chưa tiết lộ lý do thực sự khiến ông đi đến quyết định từ chức. Quyết định của ông được đưa ra sau một cuộc hội đàm vào cuối tuần ở các thành viên trong liên minh của ông và phe đối lập về việc thành lập chính phủ mới. Ông Mahathir từng làm thủ tướng Malaysia trong giai đoạn 1981 tới 2003. Ông trở lại vai trò này năm 2018 khi đã 93 tuổi rồi. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.